Chào cả nhà ha, lại là Hiếu đây. Bữa nay là video này cho Hiếu tâm sự vui một tí. Là gần đây thì trong quá trình làm có tuyển gặp một vài anh em có những câu hỏi rất là thú vị. Nên ngày hôm qua có một bạn hỏi Hiếu ơi, có công việc nào anh ơi, có công việc nào mà sạch sẽ nhẹ mà không áp lực, không bị chạy sản lượng. Thật sự ra mà nói thì đã một khi đi làm, trước khi hỏi câu hỏi này giống như là nói vui một câu là giống như là bạn hỏi cái người ăn ớt á, là ăn ớt có cay không, chẳng lẽ bản chất của ớt là phải cay đúng không? Bản chất là mình đi làm thì tất nhiên nó phải vất vả xíu so với việc ở nhà rồi. Thì thực sự ra mà nói thì công việc á, thì thực sự khó hay dễ á, là thực sự ra nó không phải là ở công việc mà ở mình nè. Ở trên đời này đâu có việc nào dễ mà cũng đâu có việc nào khó. Như đỉnh núi Phan Xi Păng lạnh giá thì vẫn có rất nhiều người chinh phục được mà, đúng không? Rồi như cái việc ăn cơm là việc dễ thì cũng rất nhiều người mà ăn cơm đâu có được. Hiện tại giờ hàng ngàn người trên thế giới vẫn ăn cơm không được, vẫn phải nhờ sự giúp đỡ của gia đình. Thành ra khi mà mình đi làm một cái công ty á, thực sự ra mà nói thì nó cũng không phải là khó hay là dễ. Nó cũng có một vài công việc nó ngoài sức khả năng của mình thì mình có thể đổi công việc được ha. Trước khi đổi công việc thì các bạn cứ liên hệ với bên tụi mình, hoặc là liên hệ với cái người nào đó tuyển các bạn vào làm á, hoặc là công ty xin đổi một bộ phận khác, hoặc xin đổi một công ty khác. Trước khi vào nó làm quá khả năng của mình đi thì mình hãy đổi ha. Vẫn có những công việc như vậy, tại vì nhiều khi mà bạn ốm quá, mình vô công đoạn nặng quá thì mình xin đổi công việc khác. Còn nếu trong quá trình đi làm á, mà giả sử trường hợp như mình vẫn xác định mục tiêu rõ ràng từ ban đầu là mình đi làm để kiếm tiền để lo cuộc sống gia đình mình, thành ra trong quá trình làm á, có một vấn đề ra ngoài xảy ra ngoài ý muốn, ví dụ có những người họ nói chuyện khó nghe quá, hay là họ làm những cái hành động chúng ta không thích đi mà không ảnh hưởng tới mình thì thôi kệ đi, mình cứ đi làm kiếm tiền mà mình tập trung vào công việc của mình cho nó khỏe. Không có cái trách nhiệm và nghĩa vụ nào là mình phải dạy hết những người xung quanh sống sao cho nó tốt hết. Đó là việc của họ. Còn việc của mình là đi làm hết 12 giờ về lấy tiền lo cuộc sống gia đình mình vậy thôi. Thì ngày mấy nay tiễn thì cũng có cái vui nhất là anh ơi có công việc nào nhẹ không. Thật sự khi đọc được cái tin nhắn đó mình cũng không biết nó làm sao nữa. Ở bên đây nó không như TikTok, nó không cho chèn hình ảnh lên chứ mình chèn lên cho bạn coi cũng vui. Nhẹ nè, không áp lực nè, sạch sẽ nè, không chạy sản lượng nè, mình cũng không biết đâu để kiếm được cái công việc gì nữa, thì nói vui vậy thôi. Hiện tại thì Bình Dương đang thiếu người rất nhiều, thì cũng mong rằng anh em nào tìm hiểu và lắng nghe được video này á, thì chia sẻ đến bạn bè nào cần việc cứ lên Bình Dương. Nếu Hiếu không thể giúp công việc đó cho các bạn được thì Hiếu sẽ chia sẻ chỉ cho các bạn cái công việc nào mà nó phù hợp với điều kiện của các bạn. Đặc biệt các cô chú anh chị mà giờ ở miền Tây mà gặp một số vấn đề của Trung Quốc mà hàng hóa bán không được á, thì thôi mình có thể làm Bình Dương được. Ở Bình Dương bây giờ nếu anh chị còn khỏe còn có thể làm được thì tầm 50, 55, 60 vẫn có thể làm được ha. Và các em nhỏ để kiếm một khoản tiền tiêu Tết trong giai đoạn này thì vẫn làm được ha. Trên đây thì hiện tại bây giờ mình sẽ có lương từng này, lương tháng nè, cho ứng từng. Bên tụi mình thì hỗ trợ hết lòng với các bạn luôn. Về phòng trọ thì các bạn không có xe máy á, các bạn có thể đi bộ đi làm được luôn ha. Đi bộ thì tầm khoảng 500 m đến 1 km trở lại thôi. Thì bây giờ Bình Dương buổi sáng rất là lạnh thì coi như là mình đi tập dục đi, mình đi bộ đi làm thì trong vòng 1 tuần lễ hoặc 2 tuần lễ là mình đã có khoản tiền tiêu Tết rồi ha. Chứ bây giờ nếu mình tiếp tục ở dưới quê thì vẫn được không sao hết, nhưng Tết đến rồi đủ thứ chị phải lo. Cơm áo gạo tiền quần áo mới các kiểu. Bây giờ các bạn lấy, các bạn làm 1 tuần 2 tuần 3 tuần các bạn về, các bạn vẫn một khoản tiền để mình tiêu cái Tết. Rồi sau Tết xong mình lên lại mình vô mình làm, đó là quyền của anh chị và các bạn ha. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe video này. Nếu anh chị nào cảm thấy thích thì nhớ cho em một cái phần like và bình luận và đăng ký cho em xin cảm ơn ạ. Em là Hiếu Việc Làm Bình Dương.